phục vụ cho bưu chính, giờ đây những con tem luôn có sức thu hút mạnh mẽ và trở thành một trong những thú sưu tập phổ biến nhất trên thế giới. Bởi mỗi con tem là một tác phẩm thu nhỏ có tính chất đồ họa đặc biệt. Vừa qua, triển lãm trưng bày tem bưu chính với chủ đề Việt Nam, đất nước và con người do Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức nhằm hưởng ứng Festival bốn mùa đã thu hút đông đảo người yêu tem tham quan thưởng lãm. Một cộng đồng trẻ thân mời các bạn khán giả hãy cùng tìm hiểu về những điều thú vị từ những con tem bưu chính thông qua triển lãm này. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế, nơi diễn ra triển lãm trưng bày tem bưu chính hưởng ứng Festival bốn mùa. Đây là hoạt động do Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức. Với chủ đề Việt Nam, đất nước và con người, triển lãm thu hút sự tham gia của hội viên Hội Tem và các bạn học sinh của câu lạc bộ Tem trường tiểu học Lê Lợi. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án và kế hoạch Festival Huế bốn mùa, Hội Tem Thừa Thiên Huế đã chủ động nghiên cứu và đề xuất với Hội Tem Việt Nam. Cái chủ đề mùa thu hôm nay đang triển lãm tập trung về Việt Nam, đất nước và con người. Với cái mục đích là quảng bá cái phong trào chơi tem cho đông đảo công chúng được biết. Thứ hai nữa là giới thiệu cái quá trình chơi tem cũng như cái niềm đam mê tem đối với các em học sinh trong nhà trường. Ba mươi khung tem trưng bày của 7 tác giả đến từ Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế với các chủ đề Con tem kể chuyện 100 năm, Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, Việt Nam hình thành và phát triển. Các bộ sưu tập này đã thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng, mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị với những thước phim tem bưu chính sống động. Trong tất cả những cái bộ sưu tập đang trưng bày ở buổi triển lãm ngày hôm nay thì mình ấn tượng nhất với bộ sưu tập là Con tem kể chuyện 100 năm. Tại vì thông qua đó mình có thể hiểu rõ hơn về ngày sinh, ngày mất của các vị lão thành cách mạng, của những nhạc sĩ, nghệ sĩ và doanh nhân văn hóa trong đất nước ta. Thông qua đó mình hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của những con người ấy. Trưng bày tem bưu chính Việt Nam, đất nước và con người là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về những bài học giáo dục cho các bạn học sinh về tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu, lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam được nâng cao nhận thức hơn qua triển lãm lần này. Phong trào chơi tem của Huế có từ rất nhiều năm nay, ngay cả trước năm 1975. Nhiều nhà sưu tập tem tầm cỡ của quốc gia và quốc tế cũng đã rất là nhiều. Nhưng cái đặc thù của chơi tem là nó khu trú trong một cái nhóm đối tượng nhất định. Cho nên để con tem nó trở thành cái niềm đam mê của cái người chơi tem thì cần phải được quảng bá một cách rộng rãi. Và cái cách giáo dục tốt nhất trên tem cho một cái nhóm đối tượng cực kỳ quan trọng chính là học đường. Bởi vì đây là cái lực lượng, một cái thế hệ sẽ chuyển tiếp cho cái việc mà lưu giữ những cái con tem có giá trị. Ngày hội là dịp những nhà nghiên cứu, người sưu tập tem và đông đảo bạn trẻ yêu tem hội ngộ trao đổi, giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, trao dồi kiến thức thông qua tem bưu chính. Qua những sự kiện như thế, phong trào tem được thúc đẩy, phát triển trong cả tầng lớp xã hội, hội nhập trên địa bàn và toàn quốc về cả quy mô và chất lượng. Đến với buổi triển lãm tem ngày hôm nay, mình có thể hiểu biết thêm được nhiều hơn về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam. Mình rất trân trọng với những cái mà những người đi trước đã sưu tầm lại để cho cái lớp trẻ như mình có thể hiểu biết hơn về truyền thống dân tộc của Việt Nam. Với những người trẻ như mình thì ngày hôm nay thì cái việc mà truyền thông tin hay là trao đổi thông tin không sử dụng tem nhiều và chủ yếu là qua các thiết bị hiện đại. Những cái buổi tem như thế này thì giúp cho bọn mình có thể tìm hiểu những loài tem cổ. Mình mong rằng là sẽ có nhiều cái buổi trưng bày hơn như thế này để cho những các bạn học sinh và những cái thế hệ trẻ như mình là có thể tìm hiểu những cái giá trị của tem. Trưng bày tem bưu chính
Triển lãm tem bưu chính là cơ hội để người trẻ tìm hiểu về sở thích sưu tập tem, một loại hình nghệ thuật chứa đựng nhiều ý nghĩa về văn hóa lịch sử. Những bộ sưu tập trưng bày như một đề tài nghiên cứu khoa học bằng hình ảnh, nơi các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ở một góc nhìn khác.